Thưa với quý anh chị và các bạn, thì cuối tuần vừa qua thì chúng ta có bắt đầu, tức là cùng với tất cả các anh em trên thị trường chứng khoán đều không khó để nhận ra là có cái thông tin liên quan tới việc là bắt bớ, tức là việc bắt ông gì các bạn, anh chị các bạn, bắt ông Đinh La Thăng và khám xét nhà của ông Đinh La Thăng. Thì cái câu chuyện này thì liệu sẽ ảnh hưởng tới thị trường trong cái tuần tới như thế nào? Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì trước tới giờ thì chúng ta cũng không còn lạ gì với cái câu chuyện là bắt bớ nữa. Nhưng mà cái đợt này thì cái câu chuyện bắt bớ nó đến khá là bất ngờ, và có vẻ là nó cũng trùng hợp một cách khá là ngẫu nhiên với việc là thị trường đang trong cái lúc mà đang yếu. Thì cái việc nếu như không có cái chuyện bắt bớ này thì cũng không khó để nhận ra là thị trường của chúng ta thì vẫn đang ở cái xu hướng, tức là không được tích cực cho lắm. Lý do là bởi vì là trước đó thì thị trường có một cái đợt tăng khá là mạnh, và một số cổ phiếu trụ thì không còn cái dư địa để có thể tăng mạnh được nữa. Và chúng tôi cũng đã đưa ra những cái dự báo cho quý anh chị và các bạn trong cái thời gian trước đó. Nhưng mà cũng sự ngẫu nhiên là ngay ngày cuối tuần thì lại ra cái thông tin là khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. Thì cái câu chuyện mà bắt ông Đinh La Thăng thì nếu như anh chị em nào mà trong giới hiểu về luật, thì sau cái việc mà kế toán trưởng của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Sơn bị bắt thì cũng có khai báo một số vấn đề. Thì nếu định lượng tốt, phân tích tốt thì chúng ta không khó để có thể nhận ra được cái câu chuyện này, nhận ra được câu chuyện này. Thì cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, nhưng mà nó lại ra đúng vào thời điểm này thì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường một thời gian ngắn. Thì cũng vẫn tiếp tục với cái câu chuyện là khuyến nghị quý anh chị và các bạn là chờ tình hình thị trường nó ổn định lại hơn một chút thì chúng ta sẽ nhận được những cái khuyến nghị của nhóm tự doanh chứng khoán cũng như nhóm thương vụ để đời về cái gọi là cái giải ngân mới cho cái cổ phiếu mua vào để tìm kiếm cái lợi nhuận. Đó là chuyện thứ hai. Còn chuyện thứ ba thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì quý anh chị và các bạn cũng nên khá phải gọi là bình tĩnh lại trong cái câu chuyện về bắt bớ, bởi vì trước tới giờ thì cái việc bắt bớ thì không có hiếm. Kể từ thời bắt ông Kiên bên ACB thì đến bây giờ thì chúng ta đã có cái việc bắt bớ lại rất là nhiều. Vì vậy thì chúng ta cũng phải ngồi để định lượng lại cái vấn đề là bắt bớ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới những đơn vị nào, và thực tế thì có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hay không. Nếu như thực sự mà không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, kể cả doanh thu và lợi nhuận, thì cái câu chuyện bắt bớ cũng không phải là thứ gì đó mà làm cho quý anh chị và các bạn là lo lắng quá mức. Còn cái câu chuyện mà thị trường không có cái câu tức là không có cái thông tin bắt bớ này thì nó cũng sẽ vẫn chưa mạnh được. Đó là lý do nó phụ thuộc vào cái cung cầu ngắn hạn của thị trường. Trong cái giai đoạn vừa qua thì có đợt tăng nóng, thì cái việc mà giảm lại một chút, điều chỉnh, và chúng tôi hy vọng rằng là vùng 905 tới 910, tức là cái theo cái Fibonacci thoái lui là về cái vùng 30 38.2 là hợp lý cho thị trường. Thì đó là một vài cái dự báo của chúng tôi. Còn để chia sẻ với quý anh chị và các bạn kỹ hơn về cái việc là định lượng cái câu chuyện là khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng thì ảnh hưởng đến những doanh nghiệp nào, thì theo chúng tôi thì nó có vẻ là sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các cái doanh nghiệp gọi là các ngành khác ngoài ngành dầu khí. Thì có ảnh hưởng về mặt tâm lý một chút, nhưng về mặt hoạt động kinh doanh thì gần như là không có ảnh hưởng. Và thưa với quý anh chị và các bạn là chính phủ chúng ta đang làm rất là tốt trong cái câu chuyện là có cái bài toán gọi là làm công tác chuẩn bị trước khi đưa một vấn đề gọi là bắt tạm giam hay khởi tố. Thì chúng ta đã chuẩn bị khá là lâu, từ cái ngày mà ông Đinh La Thăng còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sau đấy được điều về phó ban kinh tế trung ương, thì chúng ta đã thấy rằng
là cơ quan chính phủ đã có sự cái dữ liệu và có sự chuẩn bị trước cho cái tình hình. Và cái thông tin hoặc là cái thời điểm mà gọi là bắt tạm giam và khởi tố cũng được dữ liệu trước và đưa vào đúng cái buổi chiều ngày thứ sáu để cho thị trường của chúng ta có thể định liệu được. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới thị trường, trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Còn ở trên phương tiện gọi là thông tin đại chúng, mà từ cái câu chuyện thông tin này thì bắt đầu có sự diễn giải, rồi nghi vấn, rồi đồn đoán những câu chuyện phức tạp hơn. Thì chúng tôi cho rằng câu chuyện đó chúng ta cũng không nên quá gì là nặng nề và quá hoang mang trong cái việc mà có rất nhiều cái đồn đoán. Thì để cuối tuần, hôm nay là Chủ nhật, thì hiện tại thì chúng tôi đang ở trong rừng, ở gọi là bên chỗ gọi là Ma Rừng Lữ Quán, ở ngay ở Ma Rừng Lữ Quán, và có một vài cái lời chia sẻ với quý anh chị và các bạn như vậy, mong rằng là giúp ích cho quý anh chị và các bạn trong cái câu chuyện là định lượng được tình hình để ổn định hơn và gọi là ổn định tâm lý hơn và chuẩn bị cho một cái tuần mới có thể sẽ là khá là khó khăn đối với những nhà đầu tư hiện đang cầm cổ phiếu, cũng rất khó khăn đối với những nhà đầu tư đang cầm tiền, liệu có nên giải ngân hay không. Thì đó là câu hỏi đang được đặt ra, và chúng tôi sẽ có những video tiếp theo để trả lời những cái câu hỏi tiếp theo của quý anh chị và các bạn. Kính chúc quý anh chị và các bạn Chủ nhật cuối tuần vui vẻ và sẽ chuẩn bị có một cái tuần mới làm việc đầy hưng phấn, đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.